Ca Mâu
Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng an tọa. Mời toàn thể quý vị Phật tử đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể các giới tử về dự khóa tu ngày hôm nay, hiện diện trước mặt chúng ta là Hòa Thượng Thượng Tiện Hạ Tâm, Viện Chủ Trúc Lâm và Tây Thiên. Chắc Thầy khỏi giới thiệu nhiều thì quý vị cũng đã biết. Và hôm nay, ngày tu đầu tiên của 10 ngày, Hòa Thượng đến để ban bố cho chúng ta những lời pháp nhũ. Xin quý vị cho một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúng ta chào đón Hòa Thượng. Và vào giờ này, chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Đại Phật Tuyên Dương Diệu Pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý đạo hữu, giới tử tham dự khóa tu năm nay tại Tu Viện Tây Thiên. Thưa quý vị, hôm nay tôi muốn chia sẻ đến quý vị một đề tài mà nghe rất là quen thuộc. Đó là nói về chữ duyên. Tại vì mỗi năm mà mình có cái dịp trở về cùng nhau tu học trong cái không khí thật là trang nghiêm, thật là đẹp và thật là thấm cái tình đạo vị. Đó là không ngoài cái chữ duyên. Thành ra vì vậy, ban tổ chức dùng cái từ gọi là xuất gia gieo duyên. Cái danh từ này không có phải với Thầy mới đặt ra, mà từ ngàn xưa rồi. Khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật đã cho rất nhiều người gieo duyên với Đức Phật. Gieo duyên xuất gia, gieo duyên học đạo, rồi cuối cùng các vị đó đều được đắc thánh quả, giải thoát. Từ những người nghèo hèn, cho đến những người trung lưu, đến những người trưởng giả, kể cả những bậc vua chúa. Cho nên vì vậy, hôm nay các thầy trong ban tổ chức chủ trương rằng chúng ta phải học hạnh của Phật. Làm sao chúng ta phải tạo điều kiện thật là thuận lợi cho tất cả mọi người, ngay cả các tu sĩ, cho nên các cư sĩ đều gieo duyên với Phật Pháp. Như hồi sáng này khi truyền giới, quý vị có nghe lời của các giới sư nói rằng vì duyên trần ràng buộc, cho nên do đó hôm nay quý vị phát nguyện gieo duyên xuất gia ngắn hạn. Có nghĩa rằng quý vị còn bị ràng buộc trong thế gian, bởi quý vị có gia đình, quý vị còn ở tại gia, có thể vì vướng bận cha mẹ già, không ai phụng dưỡng. Hoặc là thấy mình chưa đủ điều kiện để đi xuất gia vì tuổi đã lớn, vân vân. Cho nên vì vậy hôm nay quý thầy mở ra cái chương trình tu xuất gia gieo duyên ngắn hạn. Ngày xưa ở các chùa Việt Nam mình mở ra chương trình tu bát quan trai. Chương trình tu bát quan trai đó cũng có nghĩa là xuất gia đó, gieo duyên. Nhưng mà chỉ có một ngày một đêm thôi. Bây giờ mình tới 10 ngày, 10 đêm, gấp 10 lần nữa nghe. Thì như vậy là đủ hiểu rằng chúng ta gieo trồng sâu đậm cỡ nào. Nếu mà trong 10 ngày đó mà chúng ta giữ gìn giới hành, tinh nghiêm, giới thể được tròn đủ, mà các thầy hay dùng cái từ là giới thể châu viên đó, tròn đủ, thì công đức vô lượng.
Cái công đức đó càng lớn, càng sâu chặt, thì cái con đường để chúng ta đạt đến cái chỗ chứng quả giải thoát đó, nó gần, càng gần hơn, càng gần hơn. Thưa quý vị, không có một cái điều gì xảy ra ở trong cõi đời này không là nhân duyên sinh. Hai người đại đệ tử của Đức Phật thời xưa đó là Ngài Đại Trí Xá Lợi Phất và Thần Thông Đệ Nhất, cũng là Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Hai vị đó cũng đã kết duyên với Phật từ trong quá khứ, xa xưa. Một lần được gặp Phật, rồi phát tâm cúng dường, gieo duyên học đạo. Vậy rồi, một A Tăng Kỳ kiếp, cộng với 100.000 kiếp sau được gặp và được làm đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong tiền kiếp, thưa quý vị, hai cái vị này đều là con của những vị trưởng giả giàu có, nhưng mà sớm ý thức được cái cõi đời mộng huyễn, hạnh phúc thế gian không phải là hạnh phúc chân thật, cho nên các vị đã phát tâm thành đạo sĩ để đi tìm thầy học đạo. Thì may mắn ở trong cái thời kỳ đó cũng được gặp Phật, một vị Phật quá khứ. Thì hai người là cặp bạn thân, cho nên đã chia sẻ với nhau một cái điều quan trọng là mình nên gieo duyên với Phật. Gieo duyên với Phật bằng cách là cúng dường trai tăng. Thì lúc bấy giờ đó, vị Phật đó nó có hai người đại đệ tử. Thường thường một cái vị Phật ra đời đó có hai người đệ tử bên cạnh, mà gọi là thượng thủ, bậc thượng thủ đệ tử đó. Tức là hai cái người, một người giỏi về mặt này, một người giỏi về mặt kia. Một người thì về trí tuệ đệ nhất, một người thì thần thông đệ nhất. Lúc bây giờ Đức Phật đó cũng có hai vị đệ tử. Thì hai thầy này, hai vị này, hai đạo sĩ này thấy Đức Phật có hai vị đệ tử mà xuất sắc đó, cho nên ước nguyện. Ước nguyện sao trong tương lai mình được gặp Phật, mình cũng là một người đại đệ tử của Phật, cũng người là đại đệ tử thứ nhất, và bạn của mình là đại đệ tử thứ hai. Thì thưa quý vị, trước Phật, hai người đó phát nguyện, rồi trải qua một A Tăng Kỳ kiếp sau, hơn một A Tăng Kỳ kiếp sau, ra đời nhằm lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thế. Thì hai vị theo Phật xuất gia, trở thành hai người đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Thưa quý vị, một cái chân lành gì mà mình gieo trồng không có mất, nhất là cái nhân mà gieo trồng đối với Tam Bảo. Vì mình nghĩ rằng mình làm con Phật có vẻ an toàn hơn. Bởi vì mình nương tựa ở thế gian đó, nương tựa với cha mẹ mình, rồi cha mẹ mình cũng mất. Mình nương tựa với chồng, rồi chồng mình cũng mất. Nương tựa với con mình cũng mất. Nhưng mình nương tựa với Tam Bảo, thì Tam Bảo đời này cũng còn cửu trụ nơi thế gian. Nếu có tái sinh trở lại, mình lại tiếp tục gặp Tam Bảo. Thành ra cái chuyện mà mình gần gũi với Tam Bảo là an toàn nhất. Vì vậy thưa quý vị, là cổ xưa mình mới có câu như thế này: muốn lên bờ giác phải nhờ thuyền Bát Nhã.
Và muốn tạo phước điền phải nhờ cách phạn tăng. Thì hai cái điều mà để đưa chúng ta đến cái quả vị an vui, giải thoát, được đầy đủ phúc và trí đó, là con đường của trí huệ và phước đức. Cho nên trí huệ là bát nhã đó, và bố thí là phước đức. Tôi nhớ ở trong kinh có kể rất nhiều những câu chuyện tiền thân của Đức Phật và tiền thân của những người đại đệ tử Phật, hay là những người đệ tử Phật mà còn nhiều cái ràng rịch của thế gian, còn có nhiều những cái nghiệp chướng. Nhưng mà rồi tất cả những người đó sau cùng rồi cũng được Đức Phật huyền ký, trong tương lai cũng sẽ thành Phật. Bởi vì Đức Phật thấy rằng con người còn phàm phu thì chắc chắn vẫn còn có những cái lỡ lầm. Nhưng mà những lỡ lầm đó mà mình đã gieo sâu cái nhân với Phật Pháp rồi thì những cái điều đó sẽ được chuyển hóa. Ngày xưa đó, ông Cấp Cô Độc Trưởng Giả là một người có cái duyên rất là sâu đậm với Phật, với Pháp, với Tăng. Cho nên ông sanh vào cái thời nào, ông cũng may mắn được gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng. Nhưng mà đâu phải nói như vậy rồi gia đình của ông là gia đình hoàn hảo hết đâu. Vợ ông có lúc không có thâm tín, cũng muốn thối thất Bồ Đề Tâm. Còn con của ông thì sống ở trong cái giàu sang sung sướng, nó cũng không biết tu, ham chơi. Nhưng mà Trưởng Giả là một cái người đã gieo trồng cái căn lành sâu chắc ở trong Tam Bảo rồi. Cho nên vì vậy mà ông đã vận dụng cái khả năng khéo léo của mình để độ gia đình, độ vợ, độ con, độ dâu, độ cháu. Đọc trong kinh Túc Truyện có nói nhiều cái sự kiện đó lắm. Chẳng hạn như ông độ đứa con trai. Đứa con trai nó ham chơi. Nó thấy cha mẹ bố thí làm phước nhiều quá, sợ hao tổn cái của cải mà nó mai mốt nó kế thừa. Cho nên vì vậy mà nó không thích lắm. Ngài thương con và không biết phải làm sao để độ con. Ngài mới nghĩ ra một cái cách thôi, bây giờ chỉ còn cách là dụ nó thôi. Thì ông mới nói, thôi bữa nay thì ta nghe ở trên Tịnh Xá đó, Đức Phật có làm lễ Bồ Tát. Con chịu khó lên Tịnh Xá để được nghe Đức Phật thuyết giới. Ở trọn được một ngày đó, thì về đây ta thưởng cho con được 100 đồng vàng. 100 đồng vàng lớn lắm. Thì thằng nhỏ ham chơi, thích của cải, cho nên nghe nói như vậy rồi thì nói cha có hứa thiệt không? Nếu cha hứa thiệt thì con đi. Thì cũng ông nói không, cha nói là cha nói thật. Thì thằng nhỏ nó mới lên Tịnh Xá. Lên Tịnh Xá thì nó đâu có ham để nghe kinh, nghe giới gì đâu. Nhưng mà cha nói lên ở một ngày, mai về thì cha thưởng cho 100 đồng vàng. Thành ra nó ở trên kiếm cái hốc nào đó, giống như cái chỗ cái hốc Đại Hồng Chung là trống đài cổ, ngủ sáng dậy rồi đi về nhà. Thì thưa quý vị, khi mày về nhà rồi thì cha kêu ăn sáng. Thì thằng nhỏ ham tiền sợ cha gạt mình, cho nên không, con không ăn sáng đâu. Khi nào có 100 đồng vàng trước mặt con thì con mới ăn sáng. Ông nghe con nó nói như vậy thì ông nói được rồi, để cha lấy 100 đồng vàng cho con. Bưng ra một cái khai 100 đồng vàng, nó mới chịu ăn sáng. Thưa quý vị, rồi lần sau ông biết rằng con mình nó chưa được thấm nhuần trong lời dạy của Đức Phật, mới cho nó nghe giới thôi, mà nghe rồi nó đâu có nhớ đâu, nó lo ngủ không à. Thì lần này ông muốn nó nghe Pháp, cho nên ông nói bây giờ hôm nay đó Phật có một cái đạo tràng
giảng về cái kinh đó đó, nghe hay lắm. Thì thôi con thay mặt cha, con lên tịnh xá, rồi con nghe đi. Và nhất là con nghe đó, con phải nhớ những cái lời dạy gì của Phật ở trong cái bài giảng đó đó, về để thuật lại cho cha, đừng quên. Thì cha sẽ thưởng cho con lần này đó 1.000 đồng vàng. 1.000 đồng vàng quý vị, lớn lắm. Dạ. Thì nó nghe nó ham. Nó nói thiệt không cha? Ông nói thì cha có bao giờ gạt con đâu. Thì nhỏ lên tịnh xá. Thì Đức Phật biết con của ông trưởng giả, cái cậu này còn ham chơi lắm, mà còn ham tiền lắm. Bởi vì có tiền mới ăn chơi được. Cho nên vì vậy mà thưa quý vị, Phật mới vận dụng phương tiện độ cho anh chàng này. Thế anh chàng này nghe pháp rồi, thuộc rồi, anh nằm lòng rồi, thì anh mới vừa ra khỏi tịnh xá, bước ra tới cửa anh quên mất. Phật khiến cho anh quên. Anh vô, anh nghe lại. Thì lúc đó gần tới đoạn cuối rồi. Gần tới đoạn cuối bài kinh rồi. Thì anh vô, anh nghe lại, anh nghe kỳ này, anh nghe chăm chú, thiệt là chăm chú để nhớ cho thuộc. Thì thưa quý vị, khi nghe xong rồi, cái ổng mừng quá. Bây giờ mình về là mình có được 1.000 đồng vàng. Thì anh bước ra cửa tịnh xá, mới bước ra cửa tịnh xá tự nhiên cũng quên. Quên mất. Phật khiến anh quên. Cái rồi anh trở lại lần thứ ba. Anh trở lần thứ ba đó, thì lúc đó là còn cái giai đoạn cuối cùng là trùng tuyên đó kinh, gọi là trùng tuyên lại cái ý nghĩa đó lần cuối. Thành ra anh thuộc được những cái bài kệ trùng tuyên thôi, chứ còn giảng dài dòng của Phật đó thì anh không nhớ, quên mất rồi. Nhưng mà mai là được cái bài kệ trùng tuyên, cho nên anh về anh mới đọc lại cho cha nghe. Thì ông cha ông khen quá, ông cảm ơn. Rồi thưa quý vị, nhưng mà có một cái điều quan trọng. Lúc mà anh nghe cái bài kệ trùng tuyên đó thôi mà anh đã chứng quả dự lưu, tức là nhập vào dòng thánh, đắc quả Tu Đà Hoàng đó quý vị, đắc quả Tu Đà Hoàng. Cho nên khi anh về rồi đó, anh xấu hổ lắm. Anh thấy mình đi nghe pháp mình có lợi ích mà cha mình phải thưởng cho mình tới 1.000 đồng vàng. Anh nó xấu hổ lắm. Cho nên do đó anh quyết chí, anh quay trở lại, anh thỉnh Phật đến nhà để thọ thực. Và xong rồi anh trở về, anh nói với cha là thưa cha, bây giờ 1.000 lượng vàng đó đó, 1.000 đồng vàng cha cho con đó, giờ con mượn tiền đó để trai tăng, cúng dường Phật và chư tăng. Thì nghe ông cha đang cấp cô độc trưởng giả nghe thì mừng lắm. Ông nói 1.000 lượng vàng ông cho nó rồi, nó muốn làm gì nó làm. Nhưng mà cuối cùng ông nói không, 1.000 lượng vàng này cha cho riêng. Còn nếu con muốn trai tăng thì cha sẵn sàng thiết lễ trai tăng, cúng dường Phật và chư tăng. Nó nói không, con không có muốn làm bận lòng cha. Thì cuối cùng ông không có cưỡng cầu được để thiết lễ trai tăng, cúng dường Phật theo ý của đứa con trai mình. Thì thưa quý vị thấy không, ông độ con mình một cách rất là khéo léo. Nhưng mà đâu phải đứa con trong tiền kiếp chưa từng gặp Phật đâu. Nó đã từng gặp Phật rồi, nhưng mà khi sống trong thế gian đó, trôi lăn theo dòng đời đó, lâu ngày rồi cái tánh khí của thế gian đó, nó huân tập, thành ra nó che lấp đi cái giống Phật, cái giống giác ngộ. Thành ra vì vậy mà phải có ai tưới tẩm lại thì mới có cơ hội được giác ngộ trở lại. Nếu không gieo nhân đời trước đối với Tam Bảo thì ông con Achata đó đâu có thể làm con của ông trưởng giả được. Và nếu không làm con của ông trưởng giả thì đâu được cha đó mà phương tiện độ mình bằng cách khiến mình đi vô chùa để nghe pháp đâu. Cho nên quý vị thấy không? Nhân duyên. Rồi đồng thời, ông cũng có một cô dâu nghịch lắm. Cô dâu là em ruột của Tỳ Xá Khư. Bà Tỳ Xá Khư là một người gọi là cư sĩ nữ, nổi tiếng thời Phật còn tại thế là một người hộ pháp. Nhưng mà em quen sống trong nhung lụa giàu có rồi,
Cho nên do đó chỉ biết hưởng thụ, vui chơi. Và người em nó không có chịu nghe Phật Pháp. Cho nên Phật tới là nhiều khi bịt lỗ tai, nó không muốn nghe, không muốn nhìn Phật nữa, không muốn thấy. Phật biết. Rồi làm vợ mà coi chồng không ra gì, ăn nói rộn rãng trong nhà. Bởi vì ngày xưa cô ta là con của ông trưởng giả giàu có, giống như ông Cấp Cô Độc vậy đó. Khi mà hai ngôi nhà đó, làm dâu, làm rể đó, môn đăng hộ đối thì họ coi bình thường nhau lắm. Ở bên Ấn Độ cái tục đó là như vậy. Nếu mà ngang hàng với nhau thì họ coi bình thường. Nhưng mà nếu một cô dâu nghèo đó nha, là phải bị đì đó. Và bắt bên vợ nó phải đưa của hồi môn nhiều hơn nữa. Dạ dạ, dễ sợ vậy đó. Thì cái cô này khi mà được đưa của hồi môn nhiều về đó, cô càng khinh thị bên chồng. Nói chuyện quang quang như vậy. Thì một hôm Phật mới đến, do lời thỉnh cầu của trưởng giả Cấp Cô Độc. Tiết lễ trai tăng ở tại nhà. Thì Phật đến ngự, xong rồi vẫn nghe tiếng quang quang ở trong nhà bếp. Mới hỏi, nhà ông có sự việc gì mà sao nghe cái tiếng quang quang lớn, giống như những người bán cá, đang tranh giành cá, đang đấu giá cá vậy đó. Thì ông trưởng giả Cấp Cô Độc xấu hổ lắm. Lỡ có con dâu vậy rồi thì biết làm sao bây giờ? Ông nói, dạ không, bạch Đức Thế Tôn, đó là cô dâu của con đó. Từ ngày cưới cô về đây rồi thì cô nghịch lắm. Nói không khéo là cô cãi vã lại, ngay cả cái cha mẹ chồng. Chồng nói cô cũng nghịch luôn. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ, Phật mới nói, thôi hãy mời cô đó lên đây đi. Đức Phật muốn gặp chút. Nói Đức Phật mời mà. Thì cô ta nói nghe Đức Phật mời cho nên mới lên. Thì khi cô ta lên đó, thì Đức Phật mới đem câu chuyện có 7 bà vợ đó, 7 hạng bà vợ. Bà vợ thứ nhất là hạng bà vợ sát nhân. Hạng bà vợ thứ hai là trộm cắp. Hạng bà vợ thứ ba đó là bạn. Bà thứ tư đó là em. Và cuối cùng bạn thứ bảy đó, tức là người vợ nô tỳ. Thì bà vợ thứ nhất là sát nhân đó. Cái người đó khi vô làm vợ, ông trong nhà người chồng mà chỉ cần nghe một người nào đó bị dụ dỗ bởi một người nào đó có thể giết chồng như chơi, đó là vợ sát nhân. Là cái người bạn, tức là coi chồng như bạn. Là những người này là những người vợ mà cũng có một chút tu tập. Rồi cuối cùng người vợ là nô tỳ, tức là người vợ này lúc nào cũng hạ mình khiêm cung. Người vợ này là người đã có tu, mà cái hạnh tu của người này đạt đến một cái mức cao, cho nên lúc nào cũng khiêm nhường, sống rất lễ độ, sống rất khoan dung và sống rất là hiểu biết. Cho nên vì vậy mà họ coi họ như nô tỳ. Nhưng mà cái hạnh đó nó khiến cho cả nhà chồng đều quý kính. Thì Phật mới hỏi cái cô dâu đó là cô muốn làm bà vợ thứ mấy. Thì khi nghe Đức Phật giảng xong về 7 bà vợ rồi thì cô mới giật mình. Và khi giật mình rồi thì cô mới nói, thôi từ đây về sau tôi sẽ làm bà vợ thứ 7, tức là bà vợ nô tỳ. Thưa quý vị, khi bà nói được như vậy thì bà đã chứng được quả dự lưu rồi, tức là hạ mình đến mức chấp nhận mình ở trong cái hoàn cảnh như vậy, đắc được quả dự lưu trong hàng thánh. Và Đức Phật nói, nàng dâu trong gia đình của ông Cấp Cô Độc đó cũng không ai xa lạ hết. Ở một cái thở xa xưa về trước, lúc bấy giờ có một ông trưởng giả giàu có. Thì ông trưởng giả đó có một bà vợ. Bà vợ đó ngang ngổ,
không khác gì như cái bà vợ con trưởng giả cấp cô độc. Và sau khi cha mất rồi, con thay thế cái địa vị đó, và đã nhiều lần khéo léo để nhắc nhở mẹ, nhưng mà mẹ vẫn không nghe. Mẹ vẫn không nghe. Thì một hôm á, có tổ chức một cái đoàn giống đi hành hương vậy đó, giống như mình đi hành hương vậy đó. Thì cái đoàn đó đi đến một cái nơi khu vườn đó đó, thì có một con cú. Và con cú nó kêu lên đó. Ai nghe cũng không muốn nghe, bịt lỗ tai lại. Mặc dù bên ngoài cái lớp áo của con chim cú mượt mà, ống ả. Rồi thì đoàn hành hương tiếp tục, cũng đi đến một khu vườn khác. Thì khi đến khu vườn này thì thấy một cái con chim tước, lông thưa, không có được đẹp, ống ả, mượt mà, giống như là con chim cú. Nhưng mà cái tiếng hót thật là thanh tao, ai nghe cũng đều thích. Thì mọi người đều nói, ôi chim ơi, chim hãy hót nữa đi chim. À, ta muốn nghe tiếng của chim hót lắm. Thì con chim nó hót lên, mọi người đều rất hoan hỷ. Thì lúc bấy giờ người con nó mới nói với mẹ, mẹ thấy không, cái tiếng con chim cú, dù là con chim cú nó rất đẹp, lông rất là mượt mà, ống ả, đẹp đẽ như vậy đó, nhưng mà tiếng của chim mà nó hót lên, ai cũng muốn bịt tai. Còn con chim tước á, tuy là nó xấu xí, lông thưa thớt, dòm thấy ốm ròm, nhưng mà cái tiếng hót của nó thật là thanh tao, huyền diệu. Cho nên con muốn mẹ làm sao giống như con chim tước vậy. Bởi vì mỗi lần mà khi mẹ nói lên những điều gì thì mọi người chung quanh rất là chói tai và làm cho mọi người không sanh tâm hoan hỷ. Nói giữa đại chúng và có mẹ mình thì bà mẹ mắc cỡ quá, khen con chim tước rồi đồng thời ám chỉ mình giống con chim cú. Bà xấu hổ quá, cái bà nói thôi được rồi, bà đổi thay từ đây về sau bà sẽ là con chim tước, thì có cái tiếng nói giống như con chim tước. Thì thưa quý vị, đó thì tiền thân của mẹ ông trưởng giả đó chính là bây giờ vợ của con ông trưởng giả cấp cô độc. Và cái người con là tức ông trưởng giả đó ngày nay chính là Đức Phật. Bà đó cũng là quá khứ là mẹ của Đức Phật đó, chứ không phải hay sao là trong tiền kiếp đó. Mình thấy không? Thành ra cái nhân duyên nó ràng rịch như vậy đó, mình rất khó mà nói. Nhưng mà không có cái nhân đó thì ngày hôm nay con dâu của ông trưởng giả cấp cô độc không có đắc quả tu đà hoàng được. Mình thấy không? Gặp Phật rồi vẫn còn cái tật xấu đó. Cái tật khó bỏ lắm quý vị. Ta nói gì đó, cái tật lớn hơn cái tuổi. Phải không? Dạ. Ta nói gì à? Núi có thể dễ dời phải không? Nhưng mà cái tật sao? Khó đổi. Vì vậy, cho nên nếu mà mình không được gặp Phật Pháp, không có ai tưới tẩm cho mình những hạt giống giác ngộ, thì mình khó mà giác ngộ lắm. Vì vậy mà khi mình được sống trong ngôi nhà đạo Pháp, mình được gặp Phật Pháp, mình phải thấy đó là một duyên lành. Duyên lành thật là to lớn. Dù là mình không còn được gặp chính Đức Phật, mình không còn nghe được chính kim ngôn của Đức Phật nói ra, nhưng mà mình vẫn còn may mắn. May mắn là mình được gặp Phật biểu tượng, phải không? Rồi mình được gặp Pháp, tức là kinh điển ngày nay vẫn còn, và mình được gặp Tăng. Nếu đời trước mình không có gieo trồng đối với Tam Bảo những hạt giống đó, thì ngày nay làm sao mình gặp được Phật Pháp Tăng thường trụ bây giờ? Phải không quý vị? Thành ra vì vậy mà ngày xưa Trần Huyền Trang khi đi qua Tây Trúc thỉnh kinh,
ông muốn tìm lại những cái bộ kinh ngày xưa Phật thuyết giảng mà không phải dễ đâu. Người ta trùng tụng rồi thì những cái bộ kinh không có phải họ sao chép dễ dàng giống như thời bây giờ. Bây giờ kinh mình in quá dễ dàng, phải không quý vị? Nhiều đến nỗi bây giờ này khi đem cho không á, vậy mà còn không lấy nữa đó. Phải không quý vị? Bây giờ nó nhiều quá, khinh lờn. Mà cái thời đó, Trần Quyền Trang qua thấy hiếm quá. Mình không dễ gì có Pháp, và đặc biệt mình không dễ gì được gặp Phật. Cho nên ông mới thốt lên một bài kệ: Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não thử thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Được dịch là: Phật còn tại thế, con hãy còn trầm luân, nay được thân người thì Phật đã diệt độ rồi. Thương cho cái thân này nhiều nghiệp chướng, cho nên không được diện kiến kim thân của Đức Như Lai. Thấy không? Ông tuổi thân đến mức như vậy. Cho nên tương lai chắc chắn Trần Quyền Trang sẽ dễ gặp Phật hơn. Phải không? Tại ước ao được gặp Phật. Ước ao thì mới được chứ. Phải không quý vị? Đó. Rồi nói về Pháp. Cái kinh điển mà ngày hôm nay chúng ta có được đó, quý vị đâu có biết là trời ơi phải thiên nan vạn nan. Ngày xưa nghe nói cái kinh Lăng Nghiêm đó, mà đem từ bên Ấn Độ qua đó, biên giới đó, mà nếu người ta thấy kinh nó đem qua đó là người ta có thể bắt chém đầu rồi đó. Tức là đó là pháp bảo của đất nước đó, không cho được đem ra khỏi nước. Mà muốn đem ra truyền bá đó, có những vị tổ của mình phải mổ thịt ra, mổ thịt đùi ra, nhét cái kinh nó vô trong đống rồi mai lại, giống như một người bị thương để đi qua biên giới, rồi qua lại rồi mới đem ra viết lại, rồi dịch ra, và có những cuốn kinh bây giờ mà mình tụng. Và trên đường đi cầu Pháp như vậy đó, quý vị biết không, có nhiều người đi trên đường dài quá, đi tới cả năm trường mới tới, băng qua những cái rừng già, băng qua những cái sông suối, băng qua những cái sa mạc. Nhiều người bỏ thay trên đường. Thì biết bao nhiêu người đã hy sinh làm cho cái việc đó. Nhưng mà cuối cùng cũng có những người may mắn đến được bên kia, rồi được học, rồi được đem kinh trở về, rồi diễn dịch lại những cái bộ kinh đó để ngày hôm nay mình có. Vậy mà đôi khi mình không có quý nha. Thành ra vì vậy cũng có một vị tổ của mình, đó là tổ Nghĩa Tịnh. Ông viết một cái bài kệ, đọc nghe cảm động lắm. Ông nói lên cái tâm trạng của một cái người đã từng làm công việc phiên dịch kinh, in kinh ra, và chính mang kinh từ Ấn Độ một cách khó khăn mới qua được tới bên đây. Nhưng bây giờ khi mà cái lớp sau hậu học đó, thấy kinh coi thường. Nếu mà mình khinh Pháp thì làm sao mà mình được gặp Phật Pháp? Bởi vì mình có quý trọng kinh thì mình mới được gặp kinh. Giống như hôm nay, có lẽ trong tiền kiếp chúng ta quý kinh, vì vậy mà bây giờ mình mới gặp được kinh. Phải không quý vị? Mình gặp được đủ các bộ kinh. Chứ hồi xưa lúc thầy còn nhỏ đó, ở trong chùa đó, rờ cái bộ kinh thôi là bị quý hòa thượng rầy rồi, coi chừng dơ. Tại vì kinh nó bỏ trong tủ Đại Tạng kinh, nó bỏ trong tủ kiến, rồi niêm phong lại. Mình là lớp nhỏ nhỏ không được rớ cái kinh đó đâu, để cho những bậc đại lão hòa thượng cần coi gì đó rồi mới đem rút ra một bộ ra coi toàn chữ Hán không, mình không hiểu gì hết. Nhưng mà bây giờ được dịch hết rồi sang tiếng Việt. Kinh Nam truyền cũng được sử dịch sang tiếng Việt, kinh Bắc truyền cũng được dịch sang tiếng Việt. Mình thật là may mắn. Phải không quý vị? Bây giờ muốn coi cũng không phải cần tốn tiền đi mua nữa, đi thỉnh. Bây giờ vô mấy cái website Phật học như Đạo Phật Ngày Nay, Quảng Đức v.v.
đều có Tam Tạng kinh điển trên đó hết. Muốn coi bộ nào cũng được, coi như cả đời cũng không hết đâu quý vị. Nhiều tới mức như vậy thì rõ ràng mình có duyên với giáo pháp. Đời trước từng in kinh, hay không? Từng in kinh, từng quý kinh, cho nên đời này mình mới được gặp Phật, gặp pháp, giáo pháp của Ngài như vậy. Phải quý vị? Cho nên những người không có duyên mà coi thường kinh điển thì thật là đáng tiếc. Ngài Nghĩa Tịnh có một bài như thế này. Ở bên Trung Hoa rất là nhiều triều đại mà họ đã quan tâm đến với bộ kinh đó, cho người đi thỉnh kinh đó. Từ đời Tấn rồi đời Tống, rồi Tề rồi Lương, vân vân tới đời Đường. Nhiều cái triều đại như vậy mà họ quý kinh. Cho nên cuối cùng rồi họ mới đầy đủ Tam Tạng kinh. Tấn Tống Tề Lương Đường Đại Giang, Cao Tăng Cầu Pháp Ly Trường An, Khứ Nhân Thành Bách Quy Vô Thập, Hậu Giả An Tri Tiền Giả Nan, Lộ Diễn Bích Thiên Duy Lãnh Kết, Sa Hà Giá Nhận Lực Bì Đan, Hậu Hiền Nhữ Vị Am Thử Chỉ, Vãng Vãng Tương Kinh Dung Nhị Khang. Dung Nhị Khang có nghĩa là coi thường. Cái bài kể đã được dịch như thế này: từ đời Tấn, đời Tống, đời Lương, đời Tề, đời Lương cho đến đời Đường, Cao Tăng Cầu Pháp bỏ quê hương, đi trăm về chỉ vài ba vị, phần nhiều gửi xác lại bên đường. Ngày xa diệu viện, đêm giá lạnh, sông cát mịt mù lực khó đương, Hậu Hiền các vị ai hiểu được, xem kinh sao nghĩ quá tầm thường. Cho nên nếu mà mình mà coi kinh tầm thường, mình không biết quý kinh thì mình sẽ không còn cơ hội để gặp kinh. Nhưng mình quý kinh, mình muốn in kinh để cho mọi người đều được học hỏi giống như mình, thì đời sau mình sẽ gặp lại nữa thôi. Bởi vì có gieo nhân nào thì sẽ có được hưởng quả đó. Phải không quý vị? Cho nên khi nghe quý thầy ở các chùa mà quyên góp in kinh, quý vị nên phát tâm. Vì cái nhân đó là gieo cho chính mình để đời sau mình được gặp Phật nữa, gặp pháp. Phải không quý vị? Rồi gặp tăng. Tại quý vị có cúng dường trai tăng thì thế nào cũng gặp tăng thôi. Phải không quý vị? Phải không? Dạ, quý vị gặp tăng, quý vị cúng dường tăng thì thế nào cũng gặp tăng thôi. Có một bài kệ nói về hạnh phúc mà mình còn được gặp tăng. Quý vị muốn thì sẽ xem lại trong cuốn kinh nghi thức hàng tuần của chùa Trúc Lâm. Chúng con được ngồi đây trong giây phút hiện tại, bao bọc bởi tăng thân, thấy mình thật may mắn. Sinh ra được làm người, còn sớm gặp chánh pháp, hạt bồ đề tưới tẩm, lại có duyên được sống hòa hợp trong tăng đoàn. Mình đây là trong tăng đoàn rồi đó, chư tăng với Phật tử tứ chúng mà, tứ chúng đệ tử Phật. Giới luật và quy nghi đang bảo hộ cho con không để gây lầm lỗi, không bị nghiệp xấu đẩy đi về nỗi tối tâm, đi về nẻo tối tâm, lại được cùng bạn hiền đi trên đường chân thiện. Có ánh sáng chiếu soi của Bụt và Bồ Tát, tuy có mặt trong con những hạt giống khổ đau, phiền não và tập khí, nhưng chánh niệm hiện tiền vẫn thường luôn biểu hiện, giúp cho con tiếp xúc với những gì màu nhiệm có mặt trong tự thân và có mặt quanh con. Sáu căn còn đầy đủ, mắt thấy được trời xanh, tai nghe được
tiếng chim hót, mũi ngửi thấy trầm hương, lưỡi nếm được pháp vị, thế ngồi con vững chãi, ý hợp nhất với thân. Nếu không có Thế Tôn, nếu không có diệu pháp, nếu không có tăng đoàn, làm sao con được may mắn? Còn dài lắm, nhưng mà trích một đoạn đó thôi. Quả thật như vậy, phải không quý vị? Bởi vì mình có lỗi với Phật thì mình vẫn còn được tăng cứu. Và mình mà có lỗi với tăng nữa thì không còn ai cứu đâu. Phải gì không? Cho nên mình cũng phải gieo duyên với tăng. Phật, pháp, tăng. Bởi vì Phật hằng A Tăng kỳ kiếp mới xuất hiện một lần. Phải không? Còn nếu một thời kỳ của Phật ra đời thì có thể chư tăng nó tồn tại trong cõi đời nhiều ngàn năm. Chứ Phật chỉ ở chừng trăm năm hoặc là vài trăm năm rồi Phật cũng viên tịch. Cho nên tăng là cái người kế tục cái con đường xuất gia, con đường thực tập giải thoát. Cho nên vì vậy mà tăng cũ trụ đến thế gian lâu hơn. Cho nên vì vậy mà có nhiều người đừng nghĩ rằng mình quy y Phật, quy y Pháp thôi, đừng có quy y tăng. Tại vì tăng cũng có người dạy người khác. Nhưng mà mình đâu có biết rằng trong tăng có nhiều bậc thánh tăng trong đó. Thời nào cũng có đó thưa quý vị. Thành ra vì vậy, những bậc mà phàm tăng, những bậc mà gọi là ngụy tăng, tức là không có đúng đắn, thì chính những người đó một ngày nào khi thấy hình ảnh của những bậc đại tăng, những cái bậc gọi là kêu bằng thánh tăng đó cũng được chuyển hóa mà thôi. Bởi vì hạt giống mình đã có tưới tẩm rồi, trong quá khứ rồi, nó đã lên mầm rồi, thì hôm nay dù có thể nó bị hư thối, nhưng mà cái hạt giống vẫn còn. Khi được tưới tẩm, mình sẽ sống trở lại với nếp sống của người xuất gia, học đạo, và cuối cùng mình cũng sẽ được giải thoát. Cái nhân hạnh đó không bao giờ mất đó thưa quý vị. Có một câu chuyện mà tôi nhớ Hòa Thượng ở Vạn Phật Thánh Thành. Ngài có kể một câu chuyện. Thì câu chuyện này nó cũng nằm ở trong túc truyện về tiền thân của Phật và những vị đệ tử. Thì có một cái vị đó, 90 mấy tuổi rồi, gia đình không còn ai nữa hết. Thì ông mới nghĩ rằng bây giờ thôi chỉ còn cái con đường cuối cùng là theo Phật xuất gia thôi. Để sống cuối cuộc đời của mình ở trong chùa. Cho nên vào tỉnh xá xin xuất gia. Nhưng mà khi vào tỉnh xá xin xuất gia đó, thì Xá Lợi Phất mà nhất là Mục Kiền Liên đó, Ngài quán soi thì Ngài thấy được rằng cái ông cụ già 90 mấy tuổi này đó, 8 vạn đại kiếp về trước cho tới bây giờ không có một cái nhân gì với Phật hết, chưa có gieo nhân gì với Phật hết. Thành ra bây giờ ông này vô chùa xuất gia, ông không có duyên thì có chừng vô ông phá chùa. Thành ra Ngài cản ngay. Ngài nói thôi ông lớn tuổi rồi, thôi ông về ở nhà lo niệm Phật đi. Chứ không thể đi xuất gia được đâu. Xin mấy lần mà cũng không được. Cuối cùng rồi ông đành phải rời tỉnh xá, lang thang đi ra ngoài đường. Và ông suy nghĩ trong đầu, ông nói thôi bây giờ mình già rồi, gia đình không còn ai hết, sống cu kia một mình thì cũng vô ích, có làm được gì đâu. Mà sống vất vả như thế này thì cũng khổ. Thôi cái quyên sinh cho rồi. Định ông nhảy xuống dòng sông tự vẫn chết. Thì trong lúc khởi lên ý niệm vậy đó, thì hình như Phật biết được. Cho nên Phật hiện đến trước mặt ông và hỏi ông, à, ông cụ đang làm gì đó? Thì ông này giật mình. Ông mới nói tôi đang khởi lên cái ý niệm là muốn tự vẫn chết cho rồi. Hỏi tại sao? Tại sao mà ông lại muốn tự vẫn chết? Thì ông cụ mới nói rằng tôi vào tỉnh xá gặp Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, hai vị tôn giả mà thượng thủ trong hàng tăng đó, từ chối không cho tôi đi xuất gia. Tôi không gặp được Đức Phật. Tôi chỉ gặp các vị đó thôi. Thưa quý vị, có nghe rõ không? À, xin lỗi ha. Dạ. Thì Đức Phật mới nói như thế này, nó thôi được rồi, đừng có ý nghĩ tự vận nữa, hãy về tỉnh xá với tôi.
Thì Phật mới đưa ông về. Đưa ông về thì ông đi theo Phật. Thì ông này lẩm bẩm nghĩ rằng mấy ông nó là thượng thủ đệ tử Phật mà từ chối thì ông này không biết ông có quyền gì không. Cho nên khi mà đi vô tới tịnh xá thì thấy ông nào ra chào cũng xá Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn đó. Ông quản. Không biết là ông này là Phật rồi, thành ra ông mừng lắm. Đi bên cạnh Phật được các vị kia tới xá Đức Phật thì mình cũng ké đó. Thưa quý vị, thì vô tới bên trong rồi thì Phật mới nói thôi bây giờ như thế này, ta cho ông được đi xuất gia. Chín mấy tuổi mà được đi xuất gia. Ông mừng quá đi, quỳ xuống lại Phật. Thì các vị tỳ kheo kia, các vị A-la-hán kia giật mình. Không biết ông cụ này có cái duyên gì với Phật mà tự nhiên bây giờ ngang xương vô được Phật dẫn xuất gia. Ngạc nhiên lắm mà chưa dám hỏi. Thì Phật mới thuyết một bài kinh, truyền giới cho ông rồi thuyết một bài kinh, cái ông đắc quả Tu Đà Hoàng. Dễ sợ không? Đó. Thì xong rồi đó, các vị A-la-hán, trong đó có Đại Trí Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên mới bạch hỏi Đức Phật là cái nhân duyên gì của ông cụ này với Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật mới nói rằng cách đây hơn 8 vạn đại kiếp, ông đã từng gặp Phật, từng nghe Pháp, từng cúng dường trai tăng. Và do cái nhân đó, gieo trồng với Tam Bảo trong quá khứ đó, rồi cái phước báo khiến cho ông sanh ra trong cõi đời này được nhiều cái phước báo sung sướng. Nhưng mà con người mình khi sung sướng rồi thì sao? Ham chơi, ham vui. Thành ra tu thành lơ tơ mơ, amateur. Phải không quý vị? Thành ra vì vậy mà trôi lăn mãi cho tới bây giờ chưa có đạt được cái gì hết. Thì phước báo mình hưởng một ngày một hết, phải không quý vị? Đó, thì bây giờ cái giờ phút cuối cùng đó, được gặp Phật. Thì thấy không? Vì gieo nhân với Phật, cho nên được gặp Phật. Gieo nhân với Pháp, cho nên bây giờ được gặp Pháp. Và gieo nhân với Tăng, cho nên được gặp Tăng. Nhưng mà Phật là cái người mà ngày xưa đó, ông được học hỏi, và nhất là thời đó có một cái cơ duyên như thế này. Ông làm cái nghề tiều phu á, đốn củi trong rừng. Một hôm cái ông đang đốn củi thì ông thấy con hổ nó đi tới, ông hoảng quá đi, ông mới leo cái cây. Leo lên cái cây đó, ông leo lên tuốt ở trên ngọn. Thì cái cây nó rung rinh như thế này. Thành ra ông sợ con cọp nó phóng lên tới, nó vồ ông á, thì thế nào cũng chết. Cho nên lúc đó cái ông mới hét lên, Phật cứu con, Phật cứu con. Tức là mô Phật, mô Phật. Thì nhờ cái tiếng Phật cứu con, mô Phật đó đó. Vậy mà bây giờ, thưa quý vị, ông được theo Phật đi xuất gia. Và thượng Tiêu Hóa đó, Ngài nói cái nhân duyên niệm Phật á, được lợi ích như vậy. Thưa quý vị, thì các vị A-la-hán kia mới ngạc nhiên là bởi vì 8 vạn đại kiếp mà ông này chưa có nhân duyên gì với Phật. Nhưng mà cái đó là cái giới hạn của một vị A-la-hán. Một vị A-la-hán chỉ nhìn về quá khứ gọi là túc mạng thông đó, thấy được chỉ 8 vạn đại kiếp thôi, không có hơn được. Mà chỉ có Phật thì mới thấu suốt được cả quá khứ vô lượng vô biên kiếp về trước. Cho nên Phật mới thấy ông này tiền kiếp đã có duyên với Tam Bảo. Người thấy không? Thành ra đó, điều đó chứng tỏ rằng khi mà mình gieo trồng một cái nhân duyên gì thì sẽ không bao giờ mất. Không bao giờ mất quý vị. Thấy không? Cái nhân duyên đó một ngày nào khi cái quả nó kết tụ, nó đưa mình đến cái chỗ hạnh phúc an vui và giải thoát. Trong kinh U Bà Tắc mới có câu là giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo quần tự thọ. Nghĩa là chắc chắn thế nào rồi mình cũng sẽ được nhận lấy những cái phước báo mà mình đã gieo trồng trong quá khứ. Vì vậy mà hôm nay đó, tất cả chúng ta, những người ở trong một cái khóa tu như thế này, quý thầy cảm nhận hạnh phúc lắm. Hạnh phúc là bởi vì quý thầy được
sống chung với tất cả quý thầy, quý cô, được bao bọc bởi tăng thân, cho nên thấy mình được may mắn. Phải không quý vị? Yeah. Thì trong luật cũng có câu là hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Chứ tăng mà mỗi năm mình không có cái dịp mà tập chúng như thế này để mà an cư kiết hạ đó là mình thiếu sót đó. Và Phật tử cũng vậy, ăn cơm có canh, tu hành có bàn, mình mà không có tập chúng tu học thì thật sự ra sống đơn lẻ, tu có một mình dễ bị rơi vào những tà kiến lắm, thấy không? Mà khi mình rơi vào những tà kiến rồi mà mình muốn phục hồi lại cái chánh kiến không phải dễ đâu nha quý vị, ghê gớm lắm. Chỉ có trừ khi mà mình gặp Phật thôi, Phật mới giải tỏa được những cái tà kiến đó. Còn một người bình thường, thường gọi là phàm tăng, khó giúp mình có thể giải tỏa được những điều đó. Vì vậy mà mình cần phải cẩn trọng trong việc gieo trồng nhân duyên đối với đạo. Mặc dù ở đời người ta nói đạo nào cũng tốt, nhưng mà nếu mình lạc vào cái đạo gọi là tà đạo, hiểu không? Thì mình muốn rút ra khỏi tà đạo đó không phải chuyện dễ. Mà khi bị tiêm nhiễm vào những cái tà đạo đó, nó thành cái kiến thủ, giới cấm thủ, thì thôi, rất là lâu đời chúng ta mới có thể thoát ra được những cái điều đó. Cái nhân duyên với Tam Bảo đó, cái công đức vô lượng, là bởi vì cái hạnh mà chúng ta gặp gỡ và tắm mình ở trong cái giáo pháp của Phật và sống trong cái sự bao bọc của tăng thân đó, nó có một cái năng lượng che chở cho mình, nó có cái năng lượng nâng đỡ mình, có cái năng lượng để làm cho mình cảm thấy cái hạnh phúc, cái may mắn. Cho nên vì vậy mà mình phải gieo trồng nhân lành đối với Tam Bảo là như vậy. Thưa quý vị, vì vậy mà quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, ba điều không thể thiếu. Bởi vì mình đọc những kinh truyện của Phật giáo thì mình thấy tất cả những cái vị thánh trong quá khứ đều là những người có đủ duyên lành với ba ngôi Tam Bảo. Ở thế gian, người ta nói là hạnh phúc thế gian cũng là duyên. Thì cái duyên hạnh phúc của thế gian đó, Đức Phật nói chỉ có cái hạnh phúc khi cả vợ và chồng là những người biết tu tập. Bởi vì chỉ biết tu tập thì họ mới xem nhau như bạn và cùng nâng đỡ nhau trên bước đường tu học. Giống như ngài đại đệ tử của Phật, đó là ngài Đại Ca Diếp. Ngài Đại Ca Diếp trong tiền kiếp xa xưa đi chùa, rồi được gặp một cô gái. Hai người mua hoa dâng lên cúng Phật. Một cô bán hoa, một người thì mua hoa cúng Phật. Thấy người này có lòng thành cho nên bán rẻ. Nhờ gieo cái duyên đó mà hai người thường hay gặp nhau. Thì thấy không? Nhưng mà nhờ gặp nhau ở trong cái điều kiện là vì kính quý Tam Bảo, cho nên họ tiếp tục là người bạn đồng tu. Và mỗi lần họ gặp nhau thì đều sách tấn nhau tu hành, chứ không có thích trong vấn đề ân ái, không có thích trong cái vấn đề gây thêm những cái quan trái. Thành ra vì vậy mà cái kiếp cuối cùng đó, thì ngài Ca Diếp sanh vào trong gia đình một trưởng giả giàu có, thân tướng đẹp lắm, trang nghiêm. Người ta nói rằng thân tướng của ngài Ca Diếp đó, đẹp giống như thân tướng của Phật vậy đó. Nhưng mà vì ông tu mật hạnh cho nên cái tướng ông xấu lắm, dơ dái, tôi dòm thấy dơ dái lắm, ăn mặc vải thô sơ, thành ra dòm thấy lem luốc như vậy đó. Nhưng mà nếu ông tắm rửa đàng hoàng rồi đẹp trai lắm, không thua gì Phật hết. Trong kinh là khen ngài Đại Ca Diếp là có đủ tướng 32 đó, giống như Phật vậy.
Thì trong tích truyện có kể là ông là con của ông trưởng giả giàu có, mà ông có cái thương thân kim sắc, thân vàng đó. Mà khi ông không có chịu lấy vợ, cha thì chỉ có một đứa con duy nhất, buộc ông phải lấy vợ. Thì ông mới nói nếu mà ở trong đời này có một người nào mà đẹp giống như con thì con mới lấy. À, thì cuối cùng rồi ông vua cha mới chịu cho đúc một cái tượng bằng vàng, hình giống như ông, thật là đẹp, thật là trang nghiêm. Rồi chở đi qua nước này nước kia để đi tìm vợ cho con. Thì cuối cùng rồi thì tới một cái nước đó, ở trong nước đó cũng có một cô gái, con của ông trưởng giả giàu có, và cũng có thân tướng, thân kim sắc đẹp đẽ giống như Ngài Ca Diếp. À, thưa quý vị biết không, khi cô này nghe tin có người đem cái tượng đó đó đến cái xứ của mình, và mong có những cô thiếu nữ ai mà đến mà xem chiêm ngưỡng mà thích cái người nào giống như ông này đó, thì là được cái ban giám khảo là cái người mà đưa cái bức tượng nó đi đó sẽ chọn làm vợ cho Ca Diếp. Thì thưa quý vị, các vị kia ra để nhắm nhìn rồi là cái muốn chọn lựa đó, nhưng mà rồi bị được ban tổ chức từ chối hết. Nhưng mà duy vì cái bà cô con gái này đó thì không có muốn ra, tại vì cô thích yên tĩnh, cô cũng có cái tâm tu giống như Ngài Ca Diếp vậy đó, không muốn lấy chồng. Nhưng mà bạn bè rủ riết rồi cô ra cô xem. Mà khi cô ra cô xem cái tượng đó rồi thì mọi người thấy sao hai người nó xứng đôi quá, vừa lứa quá, mà cũng là con trưởng giả giàu có. Cho nên do đó ban tổ chức chấm cái cô này, và khi về thưa lại với ông trưởng giả cha của Ngài Ca Diếp, thì cha Ngài Ca Diếp quyết định đến hỏi, dạm hỏi cô đó làm vợ của con mình. Thì bên kia ông cũng muốn gả đứa con gái của mình, nên cũng người hai bên đồng ý. Và khi là đã làm lễ thành hôn xong rồi thì Ngài Ca Diếp và cô đó xem nhau như bạn, ở chung nhưng mà không có có nghĩa vợ chồng, coi như bạn thôi. Khi mà Ngài Ca Diếp mà được gặp Phật đó, đi xuất gia đó, thì ông luôn luôn nghĩ đến cái cô vợ, là muốn làm sao để mà độ vợ mình cũng được tu học giống như mình. Vì cái thời đó nó chưa có hàng ni đi xuất gia. Mãi cho đến khi Đức Phật trở về lại thăm Ca Tỳ La Vệ, thăm hoàng tộc của mình, lúc đó bà Di Mẫu Kiều Đàm Nhi, tức là bà dì ruột của mình, muốn đi xuất gia. Và sau đó rồi A Nan đã xin Phật cho bà Di Mẫu cùng với 500 những người ở trong cung đó, xin đi theo bà xuất gia đó. Thì từ đó mới có hàng ni chúng. Và khi có được hàng ni chúng rồi thì Ngài Ca Diếp lật đật nhờ một vị sư cô về lại cái ngôi làng của mình để đưa cái người vợ thế gian đó theo Phật đi xuất gia. Thì thưa quý vị biết không, nó có một cái giai thoại mà nghe nó rất là dễ sợ lắm, bởi mình mới tin là nhân quả nó ghê gớm lắm. Thì bà đó khi mà được đi xuất gia rồi thì một hôm đó, vua Ba Tư Nặc mới thỉnh các vị vào trong cung để cúng dường, và đồng thời cho các vị ni đó được gần gũi với các vị cung phi mỹ nữ ở trong triều đó, để mà đàm đạo, để mà chia sẻ, hướng dẫn cho các vị cung phi mỹ nữ. Thì không biết mấy sư cô vô trong đó dạy sao, mấy cung phi mỹ nữ không muốn gần vua nữa, mới chết vậy đó. Nghe xong bài pháp rồi cái là tự nhiên bây giờ không có muốn gần vua nữa, muốn đi xuất gia thôi, chết giấc vậy đó chứ. Thành ra vua đó, chiều hôm đó vua đòi những vị mà phi đó, phi nữ đó lên sống với mình, không ai lên hết. Thành ra vua tức giận mới hỏi là lý do gì. Thì quý vị mới nói là hồi trưa này có các vị tỳ kheo ni tới gặp gỡ các vị cung phi mỹ nữ mà không biết nói chuyện gì không biết, mà bây giờ các vị kia muốn thanh tịnh thôi chứ không muốn gặp gũi vua. Vua tức quá thì mới bây giờ, lúc bây giờ mới bắt bà vợ của Ngài Ca Diếp đó, tỳ kheo ni đó, phải sống với vua trong 7 ngày. Khiếp không? Dạ. Thành ra thưa với quý vị, nhưng mà chính vì cái nhân duyên đó mà bà tỳ kheo ni đó đã độ được Đức Vua.
giác ngộ từ đó không còn ham thích vấn đề ái dục nữa. Thì cái nhân viên tiền kiếp đó không phải là một đời đâu, tức là bà vợ của Ngài Ca Diếp trong tiền kiếp đã từng vợ của vua rồi. Nhưng mà kiếp này quý vị thấy không, vào độ những người cung phi, mỹ nữ của vua, khiến cho những người đó không còn ham thích cái chuyện ân ái nữa, quay về sự tu học. Và sao mà 7 đêm đó, ông bắt bà Tỳ Kheo Ni phải sống với ông 7 đêm. Nhưng 7 đêm đó, bà Tỳ Kheo Ni đó đã dùng vô lượng ngôn từ khéo léo để mà chuyển hóa đức vua, khiến đức vua cũng trở thành một người tịnh hạnh luôn. Thành ra thưa với quý vị là trong đời này thấy rõ một điều là không có chư tăng thì cũng khó có thể giáo hóa được mọi người với một cái lượng chúng sanh đông đảo. Phật không tài nào có thể cảm hóa được hết. Thành ra nhờ cái duyên lành của từng người một, cái duyên lành của từng người một, mỗi một chư tăng có một cái duyên lành riêng. Thành ra duyên lành đó phối hợp với những cái sự tu chứng của mình, hay là những cái sự tu đạt của mình, hay sự giác ngộ của mình, có thể làm lợi ích được cho rất nhiều người. Chứ còn thật sự cái duyên trần ở thế gian nó chỉ làm con người khổ mà thôi. Phật nói rằng nếu không phải là cái duyên của những người tu hành, tức là biết kính trọng nhau coi như bạn đó, thì là nợ oan trái. Tức là do nợ, do oan trái mà thành vợ chồng. Cho nên mình xưa, người xưa có câu vô oan trái bất thành phu phụ, là nợ thôi chứ không có yêu đương gì hết đó. Gặp gỡ mình ban đầu thì tưởng chừng như yêu đương, nhưng mà khi vào trong gia đình mình rồi thì lại trở thành oan trái. Cái đó Phật gọi là gì? Nợ oan trái mà thành phu phụ. Thành thử cho nên, thưa quý vị, Phật nói rất đúng. Nếu một cái người nào đó là người cư sĩ tại gia mà hành trì những giới luật của người tại gia, năm giới đó, cho nó đàng hoàng, người đó vẫn có hạnh phúc thế gian, chứ không phải không có. Nhưng mà nếu là người nam, người nữ đều giữ gìn cẩn trọng thì hạnh phúc mới hoàn toàn. Còn nếu không giữ gìn cẩn trọng, một người này khởi lên ý nghĩ lan chạ, một người kia khởi lên ý nghĩ không có chung thủy, thì chắc chắn họ sẽ gieo oan trái với nhau. Và đời sau, cái oan trái đó khiến họ trở lại làm khổ nhau. Cho nên chỉ còn có cái duyên Phật Pháp thôi. Cho nên chúng ta thấy rõ như là Ngài Gia Du Đà La hay là bổn sư của mình trong tiền kiếp là vợ chồng, nhưng mà chỉ có ý niệm muốn mình giải thoát, giác ngộ giải thoát, và cũng muốn vợ mình giác ngộ giải thoát, con cái của mình giác ngộ giải thoát. Cho nên cấp cô độc trưởng giả giờ phút cuối, ông đắc quả Tư Đà Hàm đó. Một người trưởng giả cư sĩ mà đắc được quả Tư Đà Hàm không phải dễ đâu. Thông thường là khoảng Tu Đà Hàm, nhưng mà lên tới Tư Đà Hàm khó lắm. Vậy mà trưởng giả đắc được quả Tư Đà Hàm. Chưa A-la-hán, nhưng mà Tư Đà Hàm. Thành ra vì vậy, thưa quý vị, hôm nay tôi muốn nói đến vấn đề chữ duyên. Mình không có cái duyên đời trước gặp Tam Bảo thì đời này mình không gặp được đâu. Và mình không có duyên được sống chung trong một cái đạo tràng tu học thế này thì hôm nay mình không dễ gì gặp lại đâu. Gặp gỡ hôm nay cũng có nghĩa mình đã từng gặp nhau trong quá khứ. Phải không quý vị? Đức Phật Ngài kể những cái tích truyện đó, tức là bổn sanh bổn sự đó. Đức Phật và những người đệ tử của Phật, hay là những người trong dòng tộc, hay là những người ở bên ngoài đường thôi, cũng đều có nhân duyên với Ngài trong quá khứ hết. Giống như một hôm á, Ngài đang đi trên đường du hóa, thì một ông cụ đó từ xa đi tới, tự nhiên thốt lên: "Con ơi con ơi, ta xa con lâu lắm rồi, bây giờ ta không muốn xa con nữa, con hãy lấy đến đây với ta." Thì các vị đó, lúc đó là các vị đệ tử của Phật đó, thấy ông cụ mà nói như vậy tưởng là ông cụ nói nhảm, ông cụ mất trí. Thì thưa quý vị, Đức Phật mới nói: "Không, các ông đừng có cản ông cụ đó là tiền thân
chính là cha ruột của ta đó. Thấy không? Bây giờ không phải là một cái người gần gũi nữa, mà bây giờ một người già cả, bình dân ở bên ngoài, bình thường ở bên ngoài, đi lang thang, đi xin ăn, quý vị, và được gặp Phật. Phật biết được đó là một vị trong tiền kiếp có liên hệ với mình, cha mình. Cho nên Phật cũng độ những cái vị đó để cho họ giác ngộ ngay trong cái đời này. Cũng giống như ông trưởng giả Cóc Cô Độc, có đứa con gái mà đứa con gái nó không có chồng. Thành ra ông thấy nó không có chồng, sợ nó buồn. Nhưng mà bây giờ khi mà cái ý của nó tu rồi, nó không có muốn chồng. Cho nên cái ngày mà sắp mất á, mấy chị em khác cho lại nghĩ rằng nó điên gì, nó không độc thân, nó buồn. Cho nên nó nói quảng, nó nói điên điên vậy đó. Gặp ông trưởng giả Cấp Cô Độc mà nó nói là em ơi em, kêu ông trưởng giả là em. Thì ông buồn lắm, ông nói trời ơi, con mình cũng một đời nó tu học đàng hoàng mà nó không có chồng, không có con, tội nghiệp nó rồi. Bây giờ mà nó lại sắp mất rồi, nó lại khùng khùng điên điên, nó kêu mình là em. Thành ra ông buồn lắm. Thì ông mới lên tịnh xá gặp Phật, mới bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, con không biết sao con gái của con cái giờ mất của nó không có tốt lắm. Phật hỏi sao không tốt. Nó già, hồi lúc còn sống thì nó đàng hoàng lắm và nó tu hành dữ lắm. Nhưng mà khi nó mất rồi, nó điên điên khùng khùng, nó không tỉnh táo nữa, nó gặp con mà nó kêu là em. Thì Phật mới nói không phải đâu. Bởi vì lúc đó đó, trưởng giả Cấp Cô Độc chưa đắc quả Tư Đà Hàm. Và cô ta đã đắc quả Tư Đà Hàm trước rồi. Cho nên cô ta lúc đó ở trong vị trí của một người đắc quả Tư Đà Hàm mới kêu một cái người này còn phàm phu là em. Vì thấy không? Phật nói rồi mới biết. Cho nên ông mới ngộ, à, té ra là con mình đắc quả trước mình. Đó, đứa con gái đó. Cho nên vì vậy, thưa quý vị, là cuộc đời này có nhiều cái nhân duyên ngoài cái sức tưởng nghĩ của chúng ta. Nhiều khi một người tu sao, nhưng mà cái thắng duyên của họ đó, họ đi trước mình, họ đắc quả trước mình. Rồi thưa quý vị, có nhiều người nhiều khi không biết đời trước đã làm cái nhân gì mà đời này chỉ một lần thôi, đến với Phật thôi là đi xuất gia và trở thành những bậc cao tăng. Thành ra mình không hiểu được. Do đó mà thôi, chúng ta hôm nay là những người may mắn. May mắn là chúng ta còn được gặp Phật, Phật tức là Đức Phật, còn gặp Pháp và còn gặp Tăng đầy đủ như thế này. Thì hãy sống trong cái tăng đoàn cho nó đẹp, hòa hợp, thương yêu và nâng đỡ nhau. Chắc chắn những gì mà chúng ta ước muốn một cách chánh đáng thì sẽ thành tựu. Vì trong 37 phẩm trợ đạo đó, trong 37 phẩm trợ đạo thưa quý vị, có 4 điều gọi là tứ như ý túc đó, nhớ không? Vì thuộc không? Quý vị nào thuộc tứ như ý túc không? Thứ nhất là gì? Dục như ý túc. Thứ hai, tinh tấn như ý túc. Rồi gì nữa? Thứ ba, niệm. Tư duy như ý túc. Rồi gì nữa? Hả? Định như ý túc. Định như ý túc. Tư duy và định. Tức là dục như ý túc. Rồi, thứ hai, tinh tấn như ý túc. Thứ ba, không, tư duy như ý túc. Và thứ tư là tuệ như ý túc, định như ý túc. Thì thưa quý vị, trong tứ như ý túc đó, nó có một cái là dục như ý túc. Thì hồi xưa khi tôi học tới cái chỗ này đó, tôi nghĩ rằng tại sao mà mình đi tu đó, rồi mà còn dục như ý túc. Nhưng mà khi mình nghiên cứu kỹ thì mình thấy rằng 4 cái điều đó hợp lý. Là bởi vì khi mà mình tu đó, mình vẫn còn cầu chứ, phải không? Mình không cầu giàu sang phú quý, mình không cầu công danh địa vị trong xã hội. Nhưng mình vẫn cầu, cầu gì? Cầu một con đường duy nhất đó là gì? Cầu thành Phật.
Phải không quý vị? Dạ, dạ. Mình không có cầu gì mà còn cầu một cái thôi, phải không? Là thành Phật. À. Thượng tọa Minh Quang, ông có nói một câu là gì? Cái bài kệ gì? Trong đó có hai cái câu cuối cùng là khi nào bằng Phật hả? À, khi nào bằng Phật mới vừa lòng con. Dạ. Thì trong kinh Sám Hối có cái bài kệ như thế này. Dạ. Ngã kim phát tâm, bất cầu nhân thiên phước báo, thinh văn duyên giác, nại chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát, duy y tối thượng thừa, phát Bồ Đề Tâm. Tức là tối thượng thừa có nghĩa là quả vị Phật. Bởi vì sao? Tất cả những quả vị khác vẫn còn chưa đạt tới chỗ rốt ráo. Vì vậy mà mình đi tu, mình muốn mình đạt tới chỗ rốt ráo. Nhưng mà cái chỗ muốn đó nó còn nằm trong cái dục đó thôi nha. Tại vì mình còn phàm phu mà. Phải không quý vị? Rồi bây giờ mình còn sống ở trong hoàn cảnh thế gian này. Mình còn có cha, mình còn có mẹ, mình còn có vợ, có chồng, có anh, có em, có con, có cái. Rồi mình đi tu như thế này, còn dục không? Còn chứ. Phải không? Đâu thể cắt hết được. Cắt những cái gì gọi là tham dục thôi. Phải không? À, tại vì trong năm cái triền cái đó, tham dục đầu tiên đó là gì? Tham dục cái. Phải không quý vị? À, còn cái dục ở trong dục như ý túc đó là những cái dục chánh đáng. Cho nên Phật cho mình được dục như ý túc. Thí dụ như bây giờ mình muốn tu để mình đạt được cái quả vị giải thoát thành Phật. Hoặc là quý vị đang thực tập xuất gia giao duyên, muốn cho mình được thanh tịnh, phải không? Và dứt trừ đi những cái khổ đau, những cái phiền não mà hàng ngày đôi khi mình còn vướng víu trong tâm. Hoặc là mình muốn gieo trồng cái nhân duyên này nè, cho một ngày nào đó mình có thể trở thành một người xuất gia thực sự, đầu tròn áo vuông, để làm những cái việc lợi lạc cho mình và cho đời. Cái dục đó đúng là dục như ý túc, phải không? Cái dục mà làm cho mình được trọn vẹn, hưởng dụng và hạnh phúc thì cái đó gọi là dục như ý túc. Cái gì mà làm cho mình được hưởng dụng trọn vẹn và hạnh phúc mới gọi là như ý túc. Còn không có hưởng dụng trọn vẹn thì không phải dục như ý túc, mà cái đó chỉ gọi là tham dục. Cho nên thế gian tham dục thì nhiều lắm. Tham tiền, tham bạc, tham danh, tham sắc, tham đủ thứ. Phải không quý vị? Thành ra vì vậy mà cái tham muốn mà không cùng đó, cho nên cái đó gọi là tham vọng, tham dục. Còn mình mà muốn ở trong đời này, chẳng hạn như có nhiều người ước muốn gia đình mình được hạnh phúc, nó không phải là trái với lẽ đạo. Thí dụ như quý vị còn gia đình, quý vị muốn gia đình quý vị biết tu, giống như cấp trưởng giả cấp cô độc muốn gia đình của mình biết tu, rồi ông độ từ từ hết người con của mình, rồi đến người dâu của mình, đến người cháu nội của mình, vân vân, đều được giác ngộ giải thoát. Thì cái đó gọi là dục như ý túc. Thành ra trong kinh Dược Sư đó có nói là cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái đó. À, nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất là mình lỡ có con, tức là cầu con mà mình muốn có con quá giờ nó có con. Nhưng mà có con đó mà mình không giáo dục được để cho nó ý thức, nó sống có trí tuệ, nó sống có đạo đức, thì như vậy cái ước muốn của mình chưa hoàn toàn như ý túc. Có phải vậy không? Nhưng mà nếu mà mình độ nó được, biết hướng về đạo, à, có sự giác ngộ, nó không còn bị trầm luân nữa, thì cái muốn đó là dục như ý túc. Dù mình ở gia đình bên ngoài đời còn muốn có con, có cái, nhưng có làm được những điều đó hay không? Nếu làm được thì cái ước muốn đó vẫn tốt, vẫn đúng. Thành ra ngày xưa tại sao Đức Phật cũng có gia đình, ngài đi xuất gia, nhưng mà ngài đã dục như ý túc là ngài độ được Gia Du Đà La, ngài độ được La Hầu La, còn mình độ chưa được, phải không? Độ chưa được, mình chưa đủ cái năng lực để độ, cho nên mình dục chưa như ý túc là như vậy. Cho nên mình phải ráng làm sao để mình có cái dục như ý túc đó.
Và khi dục như ý túc là đòi hỏi phải tinh tấn, phải siêng năng, phải chịu khó đó. Rồi cái thứ ba là tư duy, lúc nào cũng nghĩ cái cách như thế nào để cảm hóa được những người thân của mình. Và sẵn sàng là một người nô tỳ, hạ thấp cái bản ngã của mình xuống để độ cái người thân yêu. Cho nên cái hạnh đó thôi là đã đạt được dục như ý túc rồi. Tôi nhớ ở đây có một cô Phật tử mà tạm giấu tên. Cô có người chồng là Thiên Chúa giáo. Con thì cũng đi rửa tội hết, mà cô thì đi chùa. Bước đầu rất là khó khăn. Mỗi lần gặp cô thì cô cười, nhưng mà cô cười mà thấy cái vẻ mặt cô đau đớn lắm. Tại vì gì? Mỗi lần cô đi chùa là cô cũng phải bằng mọi giá, nhưng mà đôi khi phải nói dốc nữa, thì ông mới cho đi. Chứ nói thiệt, ông đâu có cho đi đâu. Nhưng mà tâm niệm của cô đó, ở trong lòng lúc nào cũng thao thức. Mình phải làm sao để độ chồng mình, hay là không độ chồng mình được nữa, ít ra cũng để cho chồng mình cảm thông cho mình, để cho mình tự do đến với chùa. Thành ra thưa vị, thầy biết cô nay cũng 5-7 năm, và thấy rõ bây giờ là cô đã độ được gia đình. Cô đã khiến ông chồng bây giờ dễ dãi, đi tu 10 ngày kỳ này là cô đi được đó. Chứ hồi xưa đâu đi được, lên chùa chỉ một buổi thôi, chiều phải về liền. Nhưng mà lần này được 10 ngày, xuất gia gieo duyên. Thành ra thầy rất là cảm phục cái đức của cô. Cái đó chính là dục như ý túc đó quý vị. Thành ra thưa quý vị, hôm nay chữ duyên trong đạo Phật mình nó vô cùng quan trọng. Mình đã kết duyên, mình đã gieo duyên với Tam Bảo, thì mình đừng có lo. Chắc chắn một ngày nào đó rồi mình cũng sẽ giác ngộ, giải thoát. Nhưng mà chưa đủ. Cần phải dục như ý túc, tức là tứ như ý túc chứ. Cần phải có tứ như ý túc nữa, tức là dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, tư duy như ý túc, định như ý túc. Chữ định có nghĩa là kiên trì, dứt khoát không chịu thua. Mình phải bằng mọi cách hạ mình như thế nào để độ được những người thân, độ được những người trong gia đình của mình. Cho giống như trong kinh, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, mà cầu con trai là con trai trí huệ, đầu cầu con gái là con gái phước đức. Tức là phải có hai đứa con trí huệ và phước đức thì mới gọi là dục như ý túc được. Còn nếu nó chưa phải là trí tuệ, nó chưa phải là phước đức thì chưa đạt được dục như ý túc. Cho nên thưa quý vị, hôm nay bài pháp đầu tiên của tôi chỉ muốn rằng tất cả chúng ta phải cảm nhận được cái hạnh phúc mà mình đang có. Hạnh phúc là mình được gặp Phật Pháp và Tăng. Trước khi dứt, tôi xin được hát quý vị nghe bài. Thì bữa nay không có đệ tử nào mà hát á. Không biết có đệ tử đâu, Diệu Lạc đâu rồi? Diệu Lạc, Diệu Lạc đâu? Có Diệu Lạc đây không? Diệu Lạc hát cái bài mà Trong Vũ Trụ Bao La của thầy được không? Nhớ không? Có mấy vị ở bên Huyền Quang thì thuộc, chứ ở đây chắc có lẽ cô ít có hát bài đó. Thì thôi giờ thầy hát đi, không có ai hát mình hát. Trong vũ trụ bao la, ai đếm hết tinh hà, bỗng thấy mình bé nhỏ, tựa hạt cát hằng xa. Trong thế gian vạn loài, riêng thế giới con người, lòng già sâu hơn biển, khó đo lường người ơi. Nhưng thật may mắn thay, sanh ra được làm người, hữu duyên gặp Phật Pháp như bảo bối cầm tay. Bài kệ Hoa Nghiêm Kinh Phật chỉ dạy cho mình,
ba đời chư Phật thuyết, các pháp từ duyên sinh. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ tạo tác, nói năng hay hành động, với tâm niệm thanh tịnh, an lạc liền theo sau, như bóng chẳng rời hình. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ tạo tác, nói năng hay hành động, với tâm niệm bất thiện, khổ não liền theo sau, như bóng chẳng rời hình. Hỡi các bạn mình ơi, thế gian thì muôn lối, tịnh độ một đường thôi. Thực hành bát chánh đạo là thấy đường đi rồi, tịnh độ chính là nơi đây. Cho nên thưa quý vị, mình tu mình cảm nhận được hạnh phúc lớn lắm. Thành ra vì vậy mà có cực nhọc mình cũng thấy nó vui. Còn nếu mình thấy mà ở thế gian đó, nhiều người thì người ta ước ao hạnh phúc, thì mình sống với những cái vật chất thế gian đó, thì thật sự những cái hạnh phúc đó đều là những hạnh phúc mà bóng dáng mà thôi, nên không có thực chất, phải không quý vị? Nhưng mà nếu chúng ta là những người biết đạo và chúng ta biết làm sao để có thể độ gia đình mình, giống như ông trưởng giả cấp cô độc, thì mình cũng có thể tìm thấy những cái niềm vui và hạnh phúc trong đời sống gia đình của thế gian. Còn bằng không, mình phải nương tựa Tam Bảo thôi. Vì chỉ có Tam Bảo là chiếc thuyền, thuyền Bát Nhã, đưa mình trên con đường giác ngộ, giải thoát. Và cũng là con thuyền từ bi, đưa mình trên con đường thẳng tiến đến chân giác ngộ và giải thoát. Thôi thì Thầy xin cầu chúc tất cả đại chúng, trước hết là cầu chúc chư Tôn Đức Tăng Ni và đại chúng trong khóa tu 10 ngày gặt hái được nhiều hạnh phúc an vui trong ân sủng Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.